Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến vô cùng phức tạp, mới đây Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn gửi tới các sở ngành về một số biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Trong đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu không cử các cá nhân thuộc diện F0, F1, F2 tham gia vào các khâu của kỳ thi. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành và Ủy ban Nhân dân quận, huyện triển khai nghiêm túc các biện pháp sau. Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo và rà soát việc thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho kỳ thi. Đối với thí sinh, chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế, phải đeo khẩu trang khi đi đến rời khỏi điểm thi, trong thời gian ở tại điểm thi và lúc bước vào phòng thi. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia vào công tác thi, phải nghiêm túc thực hiện khai báo tình hình sức khỏe, lịch sử di chuyển theo quy định, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo của ngành y tế, thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ. Các nhân sự thuộc diện F0, F1, F2 theo quy định của ngành y tế không tham gia vào các khâu của kỳ thi, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của ngành y tế, nhất là với những nhân sự thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Đối với điểm thi, phối hợp với ngành y tế địa phương tiến hành khử khuẩn trước kỳ thi và cuối mỗi ngày thi, trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết phòng chống dịch COVID-19, dung dịch sát khuẩn tay, dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang, phục vụ cho kỳ thi. Trong thời gian tổ chức, giữ gìn phòng thi, điểm thi sạch sẽ, thông thoáng tối đa nhưng phải đảm bảo các yếu tố an toàn và bảo mật cho kỳ thi. Sở Y tế chỉ đạo y tế địa phương hỗ trợ các điểm thi tổng vệ sinh, khử khuẩn trước ngày làm việc đầu tiên 2 ngày và sau mỗi ngày làm việc, rà soát, lập danh sách thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu trong kỳ thi thuộc đối tượng F0, F1, F2. Thông tin khẩn nếu có trường hợp phát sinh. Mọi thông tin tiếp theo liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên bản tin của SNews. Các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho fanpage và kênh YouTube SNews nhé.